Hai, hôm nay em sẽ cho các bạn xem Avi ở nhà em. Avi gồm khoảng hơn 100 m² cũng rất là rộng. Gồm có chim, trong nhà em là có chim chơi thang. Đây, đây là chim chơi thang mãi. Con đong vừa vú rồi. Và có chim cung ngoại. Con đang gọi là chim đa và chim cu cườm. Đây là cu cườm Việt Nam và cu cườm Thái Lan. Đây, trong này là có một con đa mái. Và ở đầu kia thì có chim sơn ca. Ở trong Avi nhà em thì gồm có cha mao mụ, chích chòe thang, quế lâm, khuyên, đa đa, sơn ca, chim cu xanh, chim cu ngoại, cu cườm Việt Nam và cu cườm Thái Lan. Và có là tầm khoảng hơn 50 con. Mình cho xem chim ăn nhé. Đây. Cái quật cái sim thấy trên này có tổ chim mà cú đang ấp. Gồm những loài chim ở trong Avi nhà em ngủ hơn 50 con, chưa kể những con chim ở trên nhà nữa. Đây, còn ở ngoài nhà này thì cũng rất là nhiều. Đây, chim mà em đang treo ở ngoài cũng rất là nhiều chim. Cá thì vẫn chưa thả. Đợi bể cho cây nó bệnh hoặc nó bổ rồi em sẽ thả cá vào. Đây, có cặp sơn cá đang ăn. Được đây, em sẽ cho cậu thấy. Đây, là cặp sinh ca. Đây, đây là chim cu xanh. Chim nhà em rất là đáng. Cơm đang ăn. Một
vị này rất chỉ là rộng rãi và thoáng mát mạnh. Đây, đây là như môi thiên nhiên của chim, nó rất thích. Đấy, em cho các bạn xem vi này, tôi cho tháng nó làm ra cũng sắp đẻ rồi. Đấy, làm nhà cho tháng nó sinh sản. Đấy, tiện thể vi này của em cũng mới hoàn thành 3 tháng cho các bạn xem. Giờ hẹn các bạn vào clip khác nhé.